Thói quen ăn chay không chỉ để nuôi dưỡng lòng từ bi theo lời dạy của Đức Phật mà còn tốt cho trẻ. Nếu bạn đã ngán ngẩm món ăn thịt cá như dầu mỡ thì hãy thử độ khẩu vị với 7 món ăn chay ngon mà giờ chế biến sau đây nhé. Canh chua đậu hũ chay. Món canh chua đậu hũ chay được nấu bằng các nguyên liệu phổ biến tương tự như món canh chua thông thường, bao gồm me, giá đỗ, đậu bắp, rau ngò, chỉ khác ở chỗ thay cá bằng đậu hũ trắng. Món ăn này có vị chua chua, ngọt ngào kết hợp vị giòn sần sật từ củ quả và vị béo ngậy của đậu hũ. Đây là món ăn chay vừa dễ làm, giúp thanh lọc vị giác và tốt cho sức khỏe. Chả lụa chay. Món chả lụa chay là món ăn mặn hoặc dùng làm khai vị cho mâm cơm, có vị ngon không thua kém món chả lụa thịt. Bạn có thể mua chả lụa chay ở cửa hàng bán đồ chay uy tín hoặc tự chế biến tại nhà. Chả lụa chay giống chả lụa thịt về hình thức, còn hương vị thì nhẹ nhàng hơn, ăn nhiều cũng không bị ngấy. Chả la lốt chay từ các nguyên liệu đơn giản như đậu hũ, mộc nhĩ, nấm hương, ván đậu la lốt, hành taro, dầu ăn, tiêu, muối, bạn có thể thực hiện món chả la lốt chay dễ dàng theo hướng dẫn trên mạng. Món ăn này trông hấp dẫn không kém món thịt bò la lốt có độ mềm và béo béo của đậu hũ cùng vị đậm đà từ các nguyên liệu. Thịt heo quay chay. Để làm món thịt heo quay chay thì bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như ổ, bánh mì, chả lụa chay, bột năng, dừa nạc, ngũ vị hương, hạt điều. Phần bánh mì được bôi màu đều giống như da heo quay. Thành phẩm khi làm ra có màu da cam, vàng cam giòn đều và lớp mỡ giả bên trong thì hơi dai, kết dính các lớp cùng nhau. Đây là món ăn chay hấp dẫn cho các bữa cơm ngày hè. Mí xào chay. Với nguyên liệu chính là mí và các loại rau củ thân quen như nấm hương, bắp cải xanh, cà rốt, bắp non, cùng gia vị nêm nếm vừa đủ, món mí xào chay có hương vị thơm hấp dẫn, kết hợp vị béo của dầu và vị thơm ngọt từ rau củ. Đây là món ăn chay dễ ăn, không bị ngán. Cháo thập cẩm chay. Nếu bạn đang ngán các loại cháo nấu từ thịt cá thì món cháo thập cẩm chay chắc chắn sẽ mang lại hương vị độc đáo cho vị giác của bạn. Món ăn này vừa dễ nấu vừa giàu dinh dưỡng, thích hợp dùng cho bữa ăn sáng. Đậu hũ kho nấm. Món đậu hũ kho nấm có nguyên liệu chính là nấm rơm và đậu hũ trắng, kèm theo các gia vị như muối, hạt nêm, nước tương, nước màu, dầu ăn, gừng trắng và tiêu. Món ăn này có hương thơm và vị đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt, hòa quyện với vị béo của đậu hũ, vị thanh ngọt của nấm. Đậu hũ kho nấm thường được dùng chung với cơm trắng là món chính trong bữa cơm chay.